Chào tất cả mọi người, chào mọi người đã quay trở lại với kênh Nhà Tốt Nhà Đất Hà Nội. Trong video này, Ngọc Ánh sẽ trân trọng gửi tới quý vị một cái căn nhà có thể kinh doanh, đường thông, ô tô có thể đi qua trước cửa nhà mọi người ạ. Và với cái căn nhà này thì vừa mới hoàn thiện xong hết, chỉ việc dọn đồ về và ở thôi. Vị trí thì nó thuộc tổ 7, phường Phú Lương, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Đây chính là căn nhà và Ngọc Ánh muốn gửi tới mọi người. Với cái căn nhà này thì cái thông số nhà là 31m², hướng nhà là hướng Đông Nam, mặt tiền của ngôi nhà là 3m28. Căn nhà này thì có thể kinh doanh, đây ở đây có thể kinh doanh nhỏ thôi mọi người ạ. Thì có thể mọi người làm nail mi tóc hoặc là có thể mở hiệu thuốc. Ở đây thì nhà bên cạnh là bán tạp hóa này và bán giò chả rồi. Mọi người theo em vào cụ thể vị trí của cái căn nhà này. Phần mặt tiền của ngôi nhà là 3m28, hướng nhà Đông Nam. Cửa chính thiết kế toàn bộ là cửa cuốn, đó, một lớp cửa. Với cái thiết kế của cái căn nhà này thì tầng 1 để có kinh doanh được mọi người nha. Ngõ thông gần với lại trường học, gần với lại chợ dân sinh. Căn nhà này như Ngọc Ánh chia sẻ có thể kinh doanh nhỏ quý vị ạ. Quý vị mà làm cóc này, làm nail mi, móng, nói chung là với cái căn nhà này là mở hiệu thuốc cũng được, mở tạp hóa cũng được. Đó, phần hoàn thiện của căn nhà thì gần như là xong hết rồi, chỉ việc dọn đồ về và ở thôi. Với cái phần tầng 1 của ngôi nhà đây, như quý vị nhìn thực tế, thiết kế hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện. Đồng thời ở đây căn nhà này hồ sơ điện, hồ sơ nước đều được lắp đặt đầy đủ hết rồi. Tầng 1 của ngôi nhà có một phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh này thì đáp ứng cho quý vị đầy đủ về cái bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 4 tầng sử dụng của căn nhà. Đó, vì nó là ngõ thông đấy mọi người thấy không, xe cộ đi lại đông đúc rất là ồn ào luôn. Hệ thống tay vịn cầu thang từ phía tầng 1 cho tới lên tầng 4 của ngôi nhà thiết kế toàn bộ là gỗ lim. Mặt bậc cổ bậc cầu thang thì là ốp đá đen cổ trắng. Mời mọi người theo em lên trên phía tầng 2, 3, 4 của ngôi nhà nha. Với thiết kế 5 tầng của ngôi nhà thì tầng 1 là cái phần để kinh doanh. Và phía tầng 2 của ngôi nhà thì thiết kế phòng bếp đây, đây mọi người nha. Riêng trên phía tầng 2 của căn nhà này thì thiết kế là phòng bếp mọi người ạ. Đây, hồ sơ điện, hồ sơ nước đều được lắp đặt đầy đủ, nước sạch sử dụng, nước sạch sông Đà và điện lực EVN Hà Nội mọi người ơi. Xung quanh bếp thì là ốp kính ô bếp và cái tủ bếp này thiết kế toàn bộ là tủ gỗ sồi Nga mọi người ạ. Đó, chất liệu hoàn thiện lên gần như là chỉnh chu xong hết rồi. Phụ kiện bếp đây, chỉ việc dọn đồ về và ở với căn nhà này thôi. Có thể kinh doanh nho nhỏ, mọi người có thể lưu ý ạ. Đây là cái không gian phòng bếp, hướng nhà Đông Nam cũng rất là mát nha mọi người. Đó, ưu điểm của căn nhà thì có thể kinh doanh ngõ thông, nhược điểm của nó thì hơi ồn ào một tí mọi người ơi. Chỗ nào yên tĩnh thì Ngọc Ánh sẽ chia sẻ với mọi người là yên tĩnh. Ở đây thì cái khu dân cư không phải bàn rồi, quá là đông đúc luôn, giao thông đi lại thuận tiện. Với cái vị trí căn nhà này thì nó cũng gần với trường Đại học Đại Nam, trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thương mại, gần với lại chợ Xóm, gần với lại ngã Ba Ba La, Đông Bông Đỏ. Từ vị trí căn nhà này đi lên tới ngã Tư Văn Phú thì nó chỉ khoảng tầm phạm vi 4km thôi mọi người ạ. Nói chung đi lại rất chi là thuận tiện. Mời mọi người theo em lên trên phía tầng 3, 4 và 5 của ngôi nhà nha. Với thiết kế tầng 3 của ngôi nhà như sau. Thiết kế một phòng vệ sinh ở phía bên ngoài và bên trong là một căn phòng ngủ rất là rộng mọi người ạ. Thiết kế mỗi một tầng một phòng ngủ thôi. Đây, mọi người có thể nhìn thực tế, có ban công mở hướng được ra phía bên ngoài đó. Thiết kế xong hết rồi mọi người ơi, ống chờ dây, chờ áp, chờ điều hòa đều được lắp đặt sẵn sàng chờ chủ mới thôi ạ. Với cái căn nhà này thì chủ nhà hiện tại đang chào bán với một cái mức giá mà nhà kinh doanh rất chi là hợp lý, 2.990.000.000 đồng, bao toàn bộ phí thuế sang tên, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Với quý vị nào có nhu cầu với căn nhà này, quý vị có thể chi trả trước giúp Ngọc Ánh khoảng tầm 1,4 cho đến 1,5 tỷ đồng. Phần còn lại, ngân hàng sẽ hỗ trợ quý vị vay trong vòng tối đa là 25 năm và tối thiểu là 3 năm mọi người nha. Đó, cửa thông phòng thiết kế là cửa gỗ lim. Đây, đó, áp chờ điều hòa đây, dây chờ lắp sẵn rồi. Phòng ngủ này rất là thông thoáng, có lắp đặt sẵn ở hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện. Quan trọng vị trí thôi mọi người ạ. Mỗi một căn nhà nó nằm ở một vị trí bất động sản khác nhau, bởi vậy cho nên cái giá thành nó khác nhau.
Có căn nhà nó chỉ tầm tỷ 8, tỷ 9 thôi, có căn nhà 4, 5, 7 tỷ cơ. Nó là vị trí bất động sản mọi người nha. Đây là phòng vệ sinh ở phía tầng 3 của ngôi nhà. Đó. Đây, đầy đủ hệ thống sen tắm này, quạt hút mùi này, bồn cầu, lavabo. Đó. Mời mọi người theo em lên trên phía tầng 4 của ngôi nhà. Với tầng 4 của ngôi nhà cũng được thiết kế tương tự như tầng 3, một phòng ngủ và một phòng vệ sinh ở phía bên ngoài. Đây là phòng ngủ ở phía tầng 4 mọi người ạ. Đó, đã có hai phòng ngủ lớn riêng biệt. Vị trí dân cư nói chung là như Ngọc Ánh vừa chia sẻ rồi. Giá chào bán Ngọc Ánh cũng chia sẻ rồi quý vị ạ. Mọi người muốn tìm hiểu biết thêm thông tin trực tiếp thì cứ liên hệ theo số điện thoại để em có thể tư vấn cho mọi người tốt nhất nhá. Đó. Đây là phòng vệ sinh ở phía tầng 4. Đó. Đây. Và phần còn lại mời mọi người theo em lên trên phía tầng 5 của ngôi nhà nha. Với tầng 5 của ngôi nhà thì ở đây có một ô giếng trời để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Và ở trên phía tầng 5 còn một cái phòng riêng nữa mọi người ạ. Đây chính là cái phòng riêng của cái tầng 5 này. Đây ạ. Đấy. Cái phòng này thì quý vị có thể làm phòng ngủ, có thể làm phòng thờ, làm tùy cái mục đích công năng sử dụng của mỗi người. Còn ngoài ra ở đây còn một cái phần sân phơi. Thì đây là phần sân phơi của ngôi nhà, mọi người có thể nhìn thực tế giúp em. Rất là thoáng. Theo hiện trạng thì căn nhà này chủ để như thế này thôi mọi người nha. Và ngoài chia sẻ lại với mọi người, giá chào bán căn nhà này 2 tỷ 990 triệu đồng, bao toàn bộ phí thuế sang tên, có trợ vay vốn ngân hàng. Với quý vị nào có nhu cầu sổ đỏ chính chủ bàn giao nhà luôn mọi người ơi. Và cái thiết kế của cái ngôi nhà này thì rất chi là hợp lý. Toàn bộ tầng 1 của ngôi nhà thiết kế để kinh doanh nhỏ. Phòng bếp thì để ở trên tầng 2 và tầng 3, 4, 5 thì thiết kế mỗi một tầng một phòng riêng, phòng vệ sinh riêng. Và vị trí của nó thì gần với một số trường đại học lớn như Ngọc Ánh chia sẻ rồi, Đại học Đại Nam, Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thương mại. Với cái căn nhà ngõ thông đường thoáng hướng nhà Đông Nam, mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin cụ thể chi tiết hơn nữa về căn nhà này thì vui lòng liên hệ với em theo số điện thoại ở phía trên màn hình nha. 0983013403 hoặc 0888041444. Mọi người xem video của em thì đừng quên nhấn vào nút like để ủng hộ cho em, đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhật được những thông tin bất động sản mới nhất từ Nhà Tốt nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.